Blue Bunny Thỏ Xanh TV. Thần Đồng Đất Việt, tập 6, hạ gục thầy đồ. Một ngày như thường lệ, hôm nay thế là đủ, nghỉ tay đi con. Mẹ ơi, con đi chơi nhé. Tìm bọn nhóc chơi mới được. Cả mèo ơi, đi chơi không? Cộp cộp. Gì mà ồn ào thế? Không chơi bời gì cả, thằng mèo hôm nay phải đi học. Cút xéo. Không chơi thì thôi, làm gì mà dữ thế? Rầm. A, à, dần béo kia rồi. Ê, dần béo đi chơi không? Có đứng lại không, thằng trời đánh. Ngừ, vút. Bóp. Rầm. Trời, tàn bạo quá. Quay, quay. Mày có về đi học không hả? Ồ, không đi học đâu. Không đi học thì sau này làm sao trong cửa hàng hả? Mày mà không đi học thì như đòn với tao. Hu hu. Sao nó sợ đi học thế nhỉ? Đành kiếm cái sủ vậy. À, sủ đi chợ về à. Đi chơi không? Tí có nhiều trò mới vui lắm. Ồ, không được đâu, sủ phải về đi học. Hả? Con gái thầy đồ mà cũng phải đi học sao? Cho tí đi học với được không? Nhưng ai đóng tiền mới được học? Tí, tí có tiền không? Nhưng cứ đến xem sao, biết đâu cha thấy tí sáng dạ, dạy miễn phí. Hi hi, đi học vui quá nhỉ. Lớp học đồ kiếp, miễn dạy thiếu. Cha ơi, con về đây. Mau rửa tay rồi vào học. Còn các trò xếp hàng tuần tự từng đứa nào? Trò này, học phí đâu? Bẩm, đây ạ. Được, cho vào lớp. Cả mẹo hả? Học mãi vẫn dốt và cứ đi học hả? Học phí đâu? Cha con trả thầy gấp đôi học phí, còn tặng thêm thầy 2 sắp lụa nữa. Ôi, quý hóa quá, mời trò vào ngồi bàn nhất. Thấy con trò, dần béo. Mẹ con chưa có tiền nhưng có gửi thầy 2 cân thịt lợn đây. Thịt à, cân có đủ không đấy? Thôi vào đi, ngồi bàn chót. Nhớ bảo mẹ sớm đóng tiền đấy nhé. Trò là tí phải không? Học phí đâu? Bẩm thầy, không có ạ. Không tiền thì đến đây làm gì? Bước ra ngoài. Nhưng con thích học lắm ạ. Hừ, nếu đứa nào cũng như trò thì thầy đồ sống bằng gì? Thôi về, về. Trò tiếp theo, học phí đâu? Ôi, tội nghiệp tí quá. Mình phải giúp tí mới được. Xuyệt, số bảo này. Tí muốn đi học không? Sao lại không? Thế thì chịu khó một chút nhé. Tí lại đây. Tí chịu khó nấp trong cái bồ cũ này nghe giảng bài vậy. Ai chà, thế thì ngợp chết. Quyết định nhanh lên, tới giờ học rồi. Thôi được, vì sự học phải chịu cực vậy. Tí tự lo nhé, sủ vào lớp đây. Đã vào đủ chưa? Ta bắt đầu. Tất cả nhìn đây. Trò nào biết chữ này là chữ gì? Không ai biết à? Chữ này là chữ đại. Mấy trò thật là kém quá. Con nhớ hình như không phải chữ đại. Này dân béo, chữ ấy nhân thêm một nét nữa mới là chữ đại. Ơ, ngươi là ai? Tí đây mà, dần mau nói cho thầy biết đi. Thầy ơi, thầy viết sai rồi. Chữ này là chữ nhân, thêm một nét nữa mới là chữ đại. Hả? Chết, mình thiếu một nét thật. Chữ này mới là chữ đại. Hì hì, thầy muốn thử mấy trò đó mà. Không ngờ trò dần đã xuất sắc nhận ra. Cho trò dần một điểm U. Chà, dần béo giỏi nhỉ, thế mà lâu nay cứ tưởng. Thế thầy đố cái trò, chữ này thêm một nét ngang trên đầu thì là chữ gì? Dễ ợt, là chữ thiên đó mà. Đấy là chữ thiên ạ. À. Hả? Đúng là chữ thiên đấy cái trò ạ. À. Ồ, cho dần thêm một điểm U nữa. Không thể tin được, sao nó giỏi thế? Trò dần, lâu nay thầy đánh giá sai về con, cho phép con lên ngồi bàn đầu. Hả? Nhưng con thích ngồi bàn chót cơ. Cái gì, dám cãi lời thầy hả? Lên bàn nhất, ngồi ngay. Nguy rồi. Được ngồi cạnh thiên tài rồi. Ái mộ dần béo quá. Cái trò phải học hỏi dần béo nghe chưa. Bây giờ thầy sẽ hỏi một chữ khó. Chữ này là chữ gì? Trò nào biết? Không ai biết à. Trò dần, đứng lên nói cho các bạn nghe xem nào. Thưa thầy, đó là chữ. Sao thế? Nhanh lên nào. Tí ơi, chữ gì thế? Hả? Tí nào? Đó là chữ thánh đó mà, nhưng vẫn thiếu một nét. Hả? Hừ, nãy giờ chúng nó qua mặt mình. Hai lần phát hiện chỗ sai của mình mới tức chứ, để mình cho nó biết tay. Hừ, hai thằng tí dần lên đây thầy bảo.
Dân béo dám gạt thầy, phạt 10 roi hoặc đóng phạt 10 đồng, cho chọn cách nào? Con xin đóng phạt ạ. Tốt, về bảo mẹ chiều nộp ngay nhé. Con trò tí dám học lén thầy, thầy xem như trò học nửa buổi, giá 7 đồng. Nhưng nể tình trò hiếu học, lấy rẻ 5 đồng thôi. Nhưng con làm gì có tiền ạ. Thế thì coi như mẹ trò nợ thầy 5 đồng. Về bảo mẹ trả cho sớm đấy, không thì không xong đâu nha. Ôi, mình hại tí rồi. Hừ, đá dây dở lại còn muốn xỉn. Hôm nay đầu óc mình sao vậy cà? Thôi không dạy chữ nữa. Các trò nghe đây, bây giờ ta sẽ học một môn mới. Đó là môn tính. Trò nào cho thầy biết học tính có ích lợi gì? Học tính để tính tiền thuê ruộng ạ. Học tính để bán hàng ạ. Học tính để tính tiền chợ ạ. Tất cả các trò đều sai. Học tính là để tính tiền học phí. Rầm. Bài học đầu tiên là bài đo chiều cao. Để buổi học thêm sinh động, mời các trò ra sân. Các trò hãy nhìn cây cao kia. Đố các trò cây cao này cao mấy thước? Ồ, cao quá làm sao đo? Trò nào nghĩ ra cách đo hay nhất sẽ được thưởng. Chắc phải leo lên thả dây xuống đo. Để dần đo cho. Thầy cho con mượn sợi dây thừng đi ạ. À. Đây đây, dây đây, đừng làm hỏng đây nha. Cố lên. Phù, phập, phập. Mình có cảm giác như cây cao này bị nghiêng. Hình như nó nặng quá thì phải. Rắc, rắc, rắc. Rắc. À, à. Rầm, trời. Cái đùa hậu đậu. Trò giật làm gãy một gốc cao của thầy. Đền 30 đồng, tổng cộng là 40 đồng. Ồ, đi sang đo cái khác. Tao có cách này nhưng chúng mày phải giúp mới được. Buộc hòn đá vào dây trước đã. Một đầu dây cột vào mình. Tao sẽ ném sợi dây vắt qua ngọn cao. Sau đó chúng mày sang bên kia kéo tao lên. Hừ, chéo. Đồng ý. Vấn đề là ném cho chính xác. Cả mẹo này đã ném là trúng. Vèo vụt. Quay. Bóp. Hả? Thịt. Chết rồi. Hừ, thật là quá quá. Con sơ ý. Phạt 20 đồng về tội hỗn láo. Cộng với tiền thuốc men là 50 đồng. Tất cả là 70 đồng. Bảo bố mày trả cho đủ đấy. Con chơi gì mà không kéo nó lên. 2, 3, này. Hừ, hừ. Cố lên, sắp tới ngọn rồi. Két, két, phực. A, à, rầm. Bích, trời. Ái chà chà, sợi dây thừng đứt rồi. Trò mẹo làm đứt sợi dây thừng đền 20 đồng, tổng cộng là 90 đồng. Hừ, có ai còn cách gì không? Con có cách này. Con gái nó chăng nghe xem. Vẫn dùng hòn đá cột dây. Nhờ mẹo ném lên ngọn cao hộ. Cái gì? Sửa định leo lên à? Té đào lắm đấy. Không, cách này không cần leo. Mọi người tránh ra. Xong rồi, ném đi cả mẹo. Vèo, vù, phực. Xong rồi đấy Sủ. Đưa dây cho Sủ. Ta chỉ cần kéo dây từ từ cho tới khi hòn đá vướng lại trên ngọn cây. Kéo thẳng dây dí sát gốc cao. Lúc này chiều dài sợi dây sẽ bằng chiều dài cây cao. Ta đánh dấu mốc gốc cao bằng một nút thắt. Sau đó rút dây xuống. Cuối cùng chỉ cần đo sợi dây từ hòn đá tới nút thắt. Đó chính là chiều dài của cây cao. Hoan hô. Không hiểu gì hết. Cách này hay nhưng nguy hiểm. Thầy sẽ dạy các trò cách đo không cần ném đá. Cách đo này thầy đã dày công nghiên cứu. Để đo ta cần có một bũ bói. Để thầy vào nhà lấy. Bũ bói đó là cái thang. Muốn đo chỉ cần leo lên thang, giống dây từ ngọn cho tới gốc. Sau đó đo sợi dây vừa nhẹ nhàng lại không nguy hiểm. He he. He he, các trò thấy thầy dạy có hay không? Cha thật là. Cách này ai mà chẳng biết. Hừ, nếu có than thì quá dễ. Nếu không còn cách nào thì vẫn còn một cách. Ai nói vậy? Dạ. Trò tí lại lén học tính hả? Thầy sẽ. Không ạ, con chỉ muốn gấp một cách đo cây thôi. Cách này không cần leo, không ném đá mà cũng chẳng cần than. Chỉ ở dưới đất là đo được. Ha ha, làm gì có cách ai.
ấy. Nếu con đo được, thầy sẽ xóa nợ 5 đồng và cho con đi học nhé. Ừ, hừ, được, thầy không tin là có cách nào khác hay hơn cách của thầy. Và thầy sẽ xóa nợ cho tất cả học trò nhé. Hừ, cũng được. Nếu không đo được thì mày phải trả cho tất cả chúng nó đấy. Nào, bây giờ thì đo đi. Con chỉ cần một que gỗ dài 1 thước. Que đây, đúng 1 thước đây. Đầu tiên, dựng que thẳng đứng như cây cao. Que sẽ đổ bóng xuống đất. Đánh dấu độ dài của bóng que, dùng thước đo chiều dài bóng que. Bóng que dài 1/2 thước, có nghĩa là bằng 1/2 chiều dài que. Vậy là chiều dài thật của que gấp đôi chiều dài bóng. Và cái cao kia cũng vậy. Mình gần hiểu rồi. Tôi thì chưa. Bây giờ đo chiều dài bóng cao. 1, 2, 3 thước. Bóng cao 3 thước. Vậy cây cao dài gấp đôi bóng cao, nghĩa là cây cao cao 6 thước. Không, không thể nào. Nếu không tin thì dùng cách của thầy thử lại xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời, đúng 6 thước. Thằng này đúng là thần đồng. Hoan hô, xóa được nợ rồi, ha ha ha. Thầy giữ lời hứa chứ ạ. À, cha cho tí đi học đi cha. Hít, thôi được, tất cả vào lớp. Hít mất biết bao nhiêu là tiền. Trò tí nghe thầy hỏi đây. Thế trò đã học Tam Tự Kinh chưa? Bấm, Tam Tự Kinh, Tứ Tự Kinh đã thuộc lâu rồi ạ. À, trời, thế trò đã học những sách nào nữa? Bấm, con đã học Dương Tiết, Sử Thương, Chính Văn Kinh, Cả Tứ Thư, Ngũ Kinh, Sử Hán, Sử Đường đều đã thuộc lâu. Răm. Trời, nó giỏi vậy sao mình dạy nổi. Thôi, mời con lên đây, thầy còn học hỏi ở con nhiều lắm. Cả lớp chú ý, nghe thầy mới giảng bài đây. Phụ là cha, tử là con. Đề nghị trò kiếp không ngủ gật trong lớp. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo các video mới nhất nha. Xin chào.